để cho cái mọi chuyện thiên mình ấy. Từ lúc lọc lọc mẹ, từ lúc lọc lọc mẹ trước đó nữa, từ trong bụng mẹ ra khỏi bụng mẹ, rồi đến lúc mình trở vào quan tài, thì trong suốt cái chuyện đó thời gian ấy, đời sống của chúng ta được vừa được và vừa bị và được chi phối bởi một kiểu nghiệp mà ở đây tôi muốn bà con nhớ lại là người Việt Nam đã hiểu sai kiểu nghiệp nghiêm trọng lắm. Ví dụ như mình làm cái gì thì mình nói làm cái gì thì mình nghiệp, đúng không? Làm cái gì thì mình nghiệp. Mình nghiệp thì có hai, nghiệp thì nghiệp xấu, chứ không phải chỉ có nghiệp không, đó là điểm chết. Điểm thứ hai là ai đọc chuyện Kiều ấy, nó có cái câu mà ngã ban lấy nghiệp còn thân, cũng từ cách là trời gần trời xa. Thì chỉ cái nghiệp ở trong trường hợp đó là cũng mang nghĩa xấu hơn nghĩa xấu. Trong khi đó, đời sống của chúng ta đó, cái chữ nghiệp nó phải hiểu không, nó là vừa là nghiệp tốt vừa là nghiệp xấu. Và cái chữ nghiệp mà tôi nói đến chiều nay trong thời bản thoại này nghĩa nó rất là rộng. Rộng làm sao? Nghiệp xưa là nghiệp nay, hãy để tôi phải nói cả cuộc đời của chúng ta tùy và đưa ảnh hưởng với chữ nghiệp. Nghiệp thế có hai, nghiệp xưa và nghiệp nay. Nghiệp xưa là sao? Nghiệp xưa tức là cái tiền kiếp ấy, tiền kiếp của mình thiện ác ra làm sao, để rồi bây giờ ấy mình tùy mà mình được cái gì đó trong đời sống này, đó là cái nghiệp về của tiền kiếp, cái ảnh hưởng của nghiệp tiền kiếp. Đa phần Phật tử cái chùa này là cái hiểu cái nghĩa nghiệp cái nghĩa đó không mà, cho nên đi chùa thì cứ đi, làm phước thì cứ làm, mà ai nhìn mặt thấy ghét thì thấy ghét. Và để mình hiểu một nửa cái nghĩa thôi, nghe hiểu không? Nó hiểu một nửa cái nghĩa thôi, một nửa là được. Tôi nhắc lại, cái nghĩa mòn đó là tiền nghiệp quá khứ, có nghĩa là biết xưa mình làm sao, bây giờ mình mới là ma, mang thanh nam, mang thanh nữ, giàu, nghèo, đẹp, xấu, khôn, thờ, vân vân. Nhưng mà nó có cái nghiệp thứ hai, cái quan trọng nó là nghiệp hiện tại, có nghĩa là những cái gì mà mình là nói là và tư duy ngay bây giờ nè, cái đó rất là quan trọng. Cái gì mình đã làm cái tiền kiếp thì mình phải chịu à, nhưng mà cái nghiệp ngay hiện tại là cái nghiệp mà mình hoàn toàn có thể can thiệp, mình hoàn toàn có thể điều chỉnh được ngay bây giờ. Và ngày lễ đi do của cái chuyện này cũng có rất là quan trọng, đó là nghĩa thì kỹ. Mình bị người ta ném đá, đó là quả xấu của mình. Nhưng mà khi mình nổi trận với người ném đá là mình gieo cái nhân xấu, hiểu cái này không? Mình bị ném đá đó là quả xấu, nhưng mà nếu mình có tu ấy thì mọi chuyện nó dừng lại đó. Quả xấu thì thôi không đi nữa. Còn nếu mà không có tu ấy, khi bị lãnh quả xấu chúng ta lại tiếp tục tạo tạo nhân xấu, rồi cái nghiệp thiện cái gì? Do cái tiền nghiệp thiện, cho nên bây giờ mình sao? Sinh ra giàu, đẹp, giỏi, nhưng mà chưa, cái đó nó mới quả mà, nó có quả lành thôi. Nhưng mà nó có hai trường hợp, có người họ nhận cái quả lành hoặc là lấy nó làm điều kiện để tạo nhân lành. Đấy, họ lấy cái giỏi, cái đẹp, cái giàu đó họ tạo nhân lành. Đấy, có cái đó không? Mình lấy cái giỏi của mình tạo nhân lành được không? Mình lấy cái đẹp của mình làm nhân lành được không? Được chứ, mình đẹp dễ nguyên tiền mà số mặt nhiều cho nguyên quy làm điều thân để quy giỏi đẹp là giàu. Khi mình giàu ấy thì mình mới dễ làm phước, đúng không? Cho nên ấy, đẹp, giỏi và giàu ấy, đó là quả quá khứ, cái quả lành này. Nhưng mà có hai trường hợp, có người lấy cái quả lành đó là tiếp tục tạo cái lành. Còn có người ấy, thì ăn cơm một bước luôn, trứng luôn. Nghĩa là sao?
nghĩa là những thứ cấp đầu hưởng quả lành mà hưởng quả lành bằng cách là tạo nhân xấu, nhớ ha. Dạ cho nên mỗi người đi vào cuộc đời này có hai cái di sản ác nghiệp và di sản thiện nghiệp, hai phải có hai phần di sản hết. Nhưng mà người có tu ấy, khi mà nhận quả tốt hay là nhận quả xấu, họ đều lấy đó là cơ hội để tạo nhân tốt. Đấy. Còn cái thường không có tu ấy, thì khi mà nhận quả tốt hay là nhận quả xấu, họ lấy nó làm cái điều kiện để họ tiếp tục tạo nhân xấu. À, nhưng mà tới đây cũng chưa phải là cái đề tài mà tôi cũng đó không bùi giảng bài giảng chiều đây. Mà cái bài giảng chiều đây ấy, cái đề tài nó có ở đâu? Ở lúc tôi xuống đặt đầu đó. Tôi xuống đặt đầu đó. Tôi biết từ giờ thì nó đông rồi là ít, nó đông tôi giảng khác, nó ít tôi giảng khác, già nhiều tôi giảng khác, trẻ nhiều tôi giảng khác, dân mất kiến căn nhiều tôi giảng khác, cái dân mà không mất kiến nhiều tôi giảng khác. Thì các vị nghe này là cái đó, rồi là tôi đánh giá các vị như thế nào, tôi giảng cái này, đó là được không? Nó là đi chết được. Chiều nay tôi nói cái gì? Tôi mới cái dạo sơ sơ, chuyển nghiệp thôi. Bây giờ mới là nội dung nè. Cái nghiệp hiện tại bây giờ nó có bốn trường hợp. Hồi nãy tôi có nói đời sống của mình ấy, nó được chi phối hoặc là bị chi phối. Cái hai cái nghiệp là nghiệp xưa và nghiệp nay. Thì trong cái nghiệp xưa là mình niết bàn, bởi vì nó là chuyện đã qua rồi. Ly nước đã hết tổ thì mình không có cái lực này được, mình không có hốt này được. Nhưng mà cái nghiệp nay ấy, là có bốn trường hợp. Nghe thì kỹ, cái này các bạn nghe rồi, nhưng mà chiều nay mình lại nghe từ một cái góc độ khác, từ một cái góc nhìn khác, từ một cái độ sâu, một cái chiều rộng khác. Cái nghiệp hiện tại đó, cái đầu có bốn trường hợp, đó là nghiệp hiện tại là nghiệp nghiệp này nè. Những gì các bạn nói là mình suy nghĩ từ lên trong bốn trường hợp. Trường hợp một là trọng nghiệp, nghe thì kỹ, trọng nghiệp. Tức là tất cả những cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp, chuyện lành nó là chuyện xấu mà nó ở cái mức độ gọi là nghiêm trọng, nguy mô. Thiện nó có thiện nguy mô và cái thiện tiểu tiết. Thì cái ác đó, nó cũng có cái ác nguy mô và ác tiểu tiết. Thí dụ, ai là cái người đã phát động, ai là người đã phát động, anh hiểu điều cái cuộc của Nga và của Ukraine, đó là trọng nghiệp. Ai là người đã phát động cuộc chiến giữa Hamas và Israel, đó là trọng nghiệp. Bởi vì sao? Vì cái quyết định của họ đó, nó tác động đến hàng triệu người, hàng triệu người, hàng triệu về con về về lượng về tần số còn nhỏ, còn về phẩm đi thì trong đó có rất là nhiều người đức độ phước báo đấy. Khi mà họ đã làm nạn nhân chiến tranh thì ai cũng khổ như ai hết. Cho nên khi mà mình làm một cái việc thiện, việc ác mà nó có thể đem lại ảnh hưởng lên một cách tập thể không, đó là trọng nghiệp. Còn thiện ác tính chất, ví dụ như một cái việc thiện mà nhắm đến một cái tập thể không, thì đó là trọng nghiệp. Trọng nghiệp thiện. Còn cái trường hợp rồi, còn nếu mà có đó là một cái ác nghiệp mà nó nhắm đến một cái đối tượng không đúng, thì trường hợp này cũng nên là trọng nghiệp. Và trường hợp nữa, trọng nghiệp nó có hai. Một là cái đối tượng nhắm tới tập thể, đối tượng tập thể. Hai, trọng nghiệp là cái đối tượng nó tuy là cá nhân nhưng mà lại là cá nhân đức độ. Ví dụ như cha mẹ của mình, trong mắt hàng xóm, cha mẹ mình có thể là ông bố mình đá gà, má mình thì chơi đẻ, không có đức độ gì hết. Ba má mình là lừa đảo gạt gẫm tiền bạc là tùm lum hết, nhưng đó là đối với người ta. Thì đối với mình đấy, đối với mình đấy, đối với con cái thì cha mẹ là hai cái bậc hữu ân, bậc mình gọi là bậc, thậm chí là mình gọi là tấn đó kìa, bậc sinh hạnh. Còn là cái bậc hữu ân là vì sao? Là vì ba má mình đã có gian ác với cả vũ trụ, nhưng mà với riêng mình nè, cái con cái thì ba má dám chết vì con, dám chết vì con, hy sinh mọi thứ cho con một cách vô điều kiện. Thì như vậy đối với riêng mình, ba má có một cái tấm lòng, một cái đức độ
mà nếu mà mình có cái gì mà đụng tới ba cái tội đó là tạo nghiệp. Thánh nhân thì sao mình đụng tới nghiệp như này? Mình cúng dường cho thánh nhân rất nhiều mà để cho mình đụng phạm thánh nhân tội nặng là tại sao? Là vì thánh nhân ấy, người chân thánh ấy, họ nhìn chúng sanh ba giới bốn loài và cái lòng đại bi không có phân biệt thanh sơ mù bạc nhé. Thánh nhân từ sơ hòa trở lên là vậy đó. Cho nên mình mà tôn kính thánh nhân thì công đức vô lượng, xúc phạm bát khổ thánh nhân thì tội ác vô lượng, nhớ nhớ thì cái nghiệp đầu tiên á là trọng nghiệp. Thì sau khi nghe bài giảng này thì mình con tự xét trong đời của mình từ hồi xưa đến bây giờ mình có làm cái gì mà trọng nghiệp chưa? Trọng nghiệp thiện, trọng nghiệp bất thiện mà con có làm chưa? Cho nên ra làm cái gì trọng nghiệp bất thiện đó? Mắng cha, mắng mẹ không? Đâm heo, cứu chó, đọc bên. Thì là thấy mẹ rồi đúng không? Đấy. Bây giờ trọng nghiệp thiện mình có làm chưa? Nghe, bắt cái lỗ tai ra nghe. Trọng nghiệp thiện không có nhất thiết là phải có tiền tỷ, nô. Nó có bậy này, nó có không có hại bậy. Trọng nghiệp thiện cũng phải là tiền tỷ mới làm được, mà trọng nghiệp thiện là mình làm cái gì đó mà hướng tới một cái bậc có đức độ, đến tập thể người tập thể xuất gia là tập thể cư sĩ, hay là kể cả những người không có tu làm gì hết, mà chỉ cần mình làm cái gì đó mà nó nhắm đến tập thể thì nó cũng gọi là trọng trọng nghiệp. Ví dụ vùng miền ba miền tây đang gặp may, đang thiếu nước, mà mình tìm cách mình hỗ trợ cho bà con như là trọng nghiệp. Nếu bà con thấy rằng mà hỗ trợ nước ngọt cho miền cho bà con mà không phải là trọng nghiệp ấy, thì tôi phải ngược lại coi là bà con hiểu rồi. Nếu bà con nói là hỗ trợ nước không phải là trọng nghiệp gì, thì tôi phải ngược lại nha. Vậy chứ bà con cắt cái nguồn nước của mấy người giúp phải trọng nghiệp không? Vì chỉ có con cắt nguồn đó là nó làm cho người ta khổ cả nào thì biết không? Cho nên mình muốn hiện mình cũng học mình cũng biết dễ thằng thầy bà phải tự mình hỏi lòng mình. Nếu mà mình không tin cái chuyện mà bố thí nước là cũng lớn thì mình thấy có ngược lòng mình xem coi mình cắt nguồn nước phải là trọng nghiệp không? Nếu mà mình thấy nó là trọng nghiệp thì mình phải kêu là phước rất là nhiều nha. Như vậy trọng nghiệp ở đây á, đó là cái nghiệp sâu nặng hoặc thiện hoặc bất thiện, nhắm đến hai đối tượng, một là đối tượng cá nhân đức độ, hai là đám đông, điều gọi là trọng nghiệp nhớ ha. Trên cái đặc xấu của dân hay cái xíu nghèo đó, cái đặc rất là nguy hiểm, đó là coi thường của công. Tôi nói bốn chữ thì nó hiểu, cái là ra công nhiên thì hai người đã tháo gỡ được nẻo rồi đó. Đi bên địa chỉ mấy tôi nhìn cái đắp cổng mà tôi mê mấy tôi biết rồi, chuyện ra là cái đắp tháo tháo đều là đắp nhiên và địa chỉ tổ tốt. Bên địa chỉ cái cửa trên núi đẹp đó, kế bên cái tỉnh bắc của tôi nó có hàng rào mà cái người chủ đất đó cũng nghĩ mai mai gì họ tháo họ ở đấy thì nó cũng trẻ đó, là chắc có cả trăm tuổi được, cả trăm tuổi được. Mà tôi nói là nghe các vị nghe nó xấu hổ. Tôi nhìn cái hàng rào của cái chủ đất nó sập sệ cả trăm tuổi rồi, mà tôi nhìn cái hàng rào tôi tha cái gì, thấy cái buồn lo cố, cái buồn lo cố. Bên địa sĩ cái buồn lo con tán nó cắm ghế đá con viên, cái gì mà tìm đồ có cặn nó là tốt. Nhưng mà mình chỉ cần một cái ý tham á, dẫn sao nhưng mà tham mà mình lại xả cái tay cái tháo gỡ đó là lên tập nghiệp. Vì sao? Vì cái đó là của tập thể. Nếu mà mình không tháo gỡ đó, mình không có chơm ấy, thì sẽ có hàng triệu người trong mấy chục năm nữa người ta sẽ xài. Mà trong số những người đó có rất là nhiều người được đổ đúng không? Con chó, con heo mà nó còn có bồ tát mà nó như một rừng người như thế này, một rừng người như thế này, mấy chục ngàn thế này thì trong đây đủ tính đó, chân tặng giác, tặng giác tương lai này cũng đây nè. Có điểm hay đâu,
quý vị thì tôi chắc cũng có thể chắc cũng dài ngày ha. Đó, mình nói tình cái đi. Cái tổng nghiệp với một là giống với cá nhân cái độ hay là tập thể. Nghe thì nghe mà nó yêu quá cả thì mình nhìn những gì quý vị cũng thằng lăng nghe luôn. Cô bé lắm rồi. Đó là trọng nghiệp. Cho nên tự xét là từ bé đến giờ mình có trọng nghiệp bất thiện hay không? Rồi, xét thứ hai, từ bé đến giờ mình có trọng nghiệp thiện hay không? Cái thứ ba, nếu bây giờ mà là cái phút cận tử thì mình có cái trọng nghiệp nào để mà mình yên tâm cầm lấy nó để ra đi hay không? Nếu chưa có thì kể từ sáng nay là bắt đầu đi tìm cái trọng nghiệp để làm. Như mình tạc sơ chùa đó. Rồi, đó là trọng nghiệp. Trọng nghiệp. Rồi, cái nghiệp thứ hai, nó tới chùa bà con về thì mình sẽ nói là cái nhân mặt con cái tình mình. Cái nghiệp thứ hai là thường nghiệp. Thường nghiệp là cái gì? Trọng nghiệp mà không nhớ không? Thường nghiệp là những cái nghiệp mà nó to tát, nó quy mô, hoặc thiện, hoặc bất thiện. Cái nghiệp thứ hai đó, cái bài giảng chiều nay là chỉ giảng một nghiệp thôi. Tôi đi đâu thì tôi về tôi ở đâu còn rẻ được mình. Cho nên nếu mà đúng cái số người này trở lại thì tôi sẽ dạy hết bốn thứ nghiệp. Còn nếu mà con trở lại mà không đúng số người thì nó trách bớt mà con không có nghe được hết một người bị nổi thì xong rồi đó là đúng mắt rồi. Mời tiện thì cũng muốn chứ mời là nghe hát ai thì đi đúng không? Rồi. Cái nghiệp thứ hai đó là thường nghiệp. Thường nghiệp là cái gì? Nghe kỹ này quan trọng nè, nghe cho kỹ này quan trọng nè. Thường nghiệp đó là những cái nghiệp mà mình làm hoài hoài trong đời sống, làm hoài trong đời sống. Ví dụ như là nổi giận, sáng vào quét nhà, giặt giũ bảo quần nấu ăn, kéo rèm, cái chuyện đó mình tưởng nó có phải là nghiệp sai nhiều người ngộ đó mà hiểu cái nghiệp còn đùi đó họ nghĩ nghiệp ác thì gồm có sắc sanh trần cấp không chúng ta cũng khác sắc nghiệp ác còn nghiệp thiện ấy là phải đi chùa phải cúng dường phải bố thí phải lễ phật nô cái gì là chết rồi tất cả những gì quý vị làm nói và suy nghĩ là đều là nghiệp cái con đùi đó không ở Việt Nam quá nghèo thì tôi một tay chỉ giàu tự nhiên kỳ lắm chùa nhiều cái chùa giàu biết bao nhiêu mà mua cái biết cũng không nổi nhát nhẹ chùa nhát nhẹ nhiều lắm cái biết nhát nhẹ tự hoặc nhát nhẹ mà cái mít để nghe pháp thì không nhiều lắm các cái lễ của Việt Nam nói là rồi nó vô chép rồi chùa Việt Nam á nam không tác động mình là mình thở ví dụ như pháp rồi thì nghe này là quan trọng nè thường nghiệp là những gì mà mình nói là suy nghĩ thường xuyên cho dù đó là những nội trợ của những bà cô những bà cô sáng về cái đi quét nhà rồi nấu ăn rồi rửa chén đi chợ đó là thường nghiệp thầy giáo làm việc với tấm cắt bảng đen đó là thường nghiệp nữa gì nữa người tu chuông cỏ kinh kệ ngày mấy tăng đó là thường nghiệp cái chuyện gì dầu mà nó tào lao nó rù tu cách mấy thiện hay lẽ miễn là được lập đi lập lại nhiều lần công trong ngày đó là thường nghiệp nhiều lần trong ngày nhiều ngày trong tháng nhiều tháng trong năm nhiều năm trong đời thì đó là thường nghiệp nghe thì kỹ và đừng có nghĩ rằng nó lắc nhắc sang nó được lặp đi lặp lại nhiều lần ấy nó có một sức mạnh rất là lớn ở đây bà con nào có đi chơi ở mấy cái hang mà thập nhũ như là Phong Nha Thiên Đường Sơn Đòn không biết mà. Không biết
tức là cái hạt nhũ có lả đâu nó ra, là nó nhiễm nước nó lên tràn xuống, mà trong đó cái canxi đó một trong một giọt nước kia nó có chút xíu mà. Mà trong nhiều nhiều năm, nhiều triệu năm thì nó ra những cái cây cột đá 8 mét, 10 mét mà cột nào cũng thấy là một ôm người ta. Tôi có dịp đi cái Tây Ban Nha, tôi có đi Mỹ, tôi có ở Thụy Sĩ, tôi có vô cái hang mà hang nghe thật dụng. Người ta đến người ta làm tròn, tôi đến tôi phải nói tôi nhậm mùi ba chuyện, chuyện thứ nhất. Dòng nước mồi nó dài thấm thầm, nó mới là làm ra cái này. Cái thứ hai, dòng nước mồi nó thấm thầm mà mình còn đứng ở đây. Và cái buồn thứ ba là mình còn đứng ở đây bao lần nữa. Nhìn cái tập vũ nó ớt, đó là thường nghiệp đấy. Thì mình hiểu qua hình ảnh của tập vũ, nó cứ nhỏ con mà mỗi một giọt phải có chút xíu canxi. Để có một ngày nguyên một cái hang động toàn là tập vũ, một cột nào cột đấy nó tính bằng tánh, thì cái thường nghiệp đó là vậy đó. Cái là những gì mình nói là mình suy nghĩ mà nó tích lũy lâu ngày mới tôi nói thì bà con có tin. Hồi xưa đó thì tôi giảng mà nó có tin tôi buồn, bây giờ tôi giảng nó tin tôi lại vui. Cái tuổi trời nó làm mình thay đổi là sao? Khi mà mình giảng mà ta tin đó là có nghĩa là ta không làm theo. Và khi mà ta không làm theo thì có nghĩa là mai mốt cái người mà đi bên cạnh mình nó không có nhiều. Hiểu không? Tôi về cái cõi nào nó có leo lên cái máy móc mà khổ cứ dành dân lẫn đất. Còn thứ mà nó tu đâu quá mà ở đây nó chặt muốn là có trời nó chen được rồi. Còn cái thứ mà tôi nói ra tên tôi mừng hồi xưa tôi khác nhiều, Bây giờ tôi thấy bà con về cả giới có tu để mừng. Chúng mình nói à cái gì chúng ta mình ra là một cõi bên không tha hồ, không có chen chút như cái đám này. Cả biết là tu rồi có khi đâu là mình gần được rằng cái đầu nữa. Tôi đang nói cái này quan trọng. Cái thường nghiệp đó, nó được thực hiện bằng chữ nguyện. Nguyện mỗi ngày lại Phật ngồi thiền, xem kinh sách, đi chùa để Phật cúng dường phục vụ xã hội, luôn luôn nguyện mấy điều sau đây. Nên con không mong thọ trăm tuổi, con chỉ mong ra đi trong cái sự tỉnh táo và thanh thản. Được chưa? Đó là cái giá trị. Thứ hai, con mong thấy trời đời trong ra ở đâu có người làm là con được ở đó. Và người làm ho các con cũng học hỏi được, nói gì là người làm họ nói. Với nguyện ở đâu có người làm là có mặt con, mình làm họ nói cái gì là con dẫn cái tay tâu ra con nghe và con thực hành. Mấy cái lời nguyện nó rất là quan trọng, cũng quan trọng ghê. Và không được coi thường cái đó, mình cứ nguyện hoài, nguyện đến tới lúc mà cận tử tôi tuyệt đối, cái điểm tuyệt đối là dưới tuyệt đối cận tử. Khi mà cái chuyện mà nguyện như vậy nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó còn có sức mạnh kinh khủng một ngày như vậy. Mà cái này còn ngu nữa nè, đừng có đợi tới lúc thấy trước mặt Phật tới nguyện, cứ nhớ là nguyện tôi đi toilet mà tôi nhớ là cũng nguyện, rồi tôi đi quét nhà tôi cũng nguyện, tôi đi tắm mà tôi nhớ tôi cũng nguyện, tôi bày cho các nguyện nguyện vậy tới lên nè. Con nghe kỹ là tắm cái lỗ tai đâu ra nghe nè. Con xin tùy hỷ, chứ đừng có xin, phải cho chữ tùy hỷ nữa. Con xin tùy hỷ, tức là vui theo. Con xin tùy hỷ với tất cả công đức của Thế Tôn, của tất cả hiền thánh tăng ba đời từ xưa. Trước hết tôi nghĩ là con xin tùy hỷ với công đức của tất cả tiên Phật, của tất cả hiền thánh ba đời từ xưa, để cho con là nguyện cái gì trước thì nguyện mình dòng cái câu đó, hiểu không? Đêm nay cho các vị mỗi một người 100 tỷ như vậy, mà dạng là một người 100 tỷ như vậy, tại vì học tiếp 100 tỷ hơn nữa. Tức là trước khi nguyện cái gì bản thân tôi cũng nguyện là con sẽ tùy nghĩ về tất cả công đức của Thế Tôn, của ba đời Thế Tôn, ba đời Như Lai và tất cả hiền thánh cũng ba đời người tôi, đấy, tôi xin tùy hỷ công đức.
rồi các ngài tu cái hạnh gì không cần biết, bộ tiên trì giới nhẫn dục ly dục dục không cần biết, tất cả hạnh lành của các ngài cũng tùy hỷ hết. Và với cái bước tùy hỷ đó cũng hiện đời đời không có được cái mà các ngài có, thì dĩ nhiên mình được như hay nhiêu nhưng mà các ngài có cái giống gì mình có hết cái đẹp. Và đây là mình nhát đó, cái tu hành ở tôi thì tôi thất chỉ có được cái học lạy môn nữa, cứ tận lên nó được bao nhiêu đó là chuyện của nó, phần mình đã tận lực cái hiểu là bữa nay đó chỉ có thể được hôn nhân của người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam, vấn đề là vì sao, là vì mình sống ở trong cái gọi là cái tình kiến, mình nghĩ là lấy nhau về không cần phải khách sáo nào nữa, có anh đó mà sống lấy nhau rồi là về là là của tôi và tôi là của anh, cho nên là mình ăn nấu bạc nhạc đúng không? Đó là cái định kiến vì ông là của tôi. Nhưng ông nghĩ theo tôi biết thì không, họ khách sáo với nhau cho đến cái ngày mà không thấy nhau được, và khi không thấy có thể sống với nhau được thì họ chia tay rất là văn minh. Để chi? Để chia ra rồi họ vẫn có thể coi nhau là bạn tốt, họ tốt cho được, không ai hiểu mình bằng chồng cũ và vợ cũ. Họ sống vượt ngoài cái định kiến anh là của tôi được anh, cho nên tôi không có cỡ cách sáng. Tại sao tôi lạc đề tôi quẹo qua bên đây, tôi quẹo đó là cái chuyện nguyện. Mình sống trong định kiến à, bên kia mình nghĩ là người nhà với nhau không cần cách sáng, cho nên mình nhìn nhau đến lúc mình ly dị thì phải nói là bốn chữ là chó chê mèo ngựa. Nhiều chúng ta ly dị rồi là chó chê mèo ngựa, mà họ nghĩ họ không có sống là định kiến. Thì ở đây cũng vậy, mình đừng có mang cái định kiến, nhất là cái mặc cảm, cái tự ti cho là tôi được bao nhiêu và tôi được cái điều kia sao, cứ nguyện hết cho tôi, cứ nguyện hết. Thì cái đó trở thành một tính thường, thường nghiệp. Mai này trên cái giường hấp hối đó, chỉ cần mình nhớ lại cái nguyện cũ, nguyện là 30 năm qua, 20 năm qua, tôi đã nguyện. Và lúc bây giờ đó là một cái sức mạnh rất là lớn, kể cả mình có bị trọng bệnh thì mình vẫn có thể tìm thấy một cái khoảng cách vài phút mát lạnh thanh thản không đau đớn. Mấy chục năm mình chỉ đổi mấy phút để mình đi cái ngọt. Tôi tuyệt đối tin tưởng chuyện đó, tuyệt đối. Có nhiều người bị bệnh tật hoặc quại mấy năm tới lúc mà chết rất là ngọt thì biết không? Biết cái đó. Mấy bạn nào mà lê lê thì nó nhiều người hỏi chết rất là êm. Gia đình chư tăng Phật tử đến thăm nè, cái họ thấy họ cũng nhanh nhanh nhưng mà lát ra nó thấy họ vui và cười kêu à đó tôi có biết được đó, nó làm mấy năm rồi tới lúc cuối nó đi tìm đó, thì giờ thấy nó vui cười người nhắc nhắc nhở con cái nhắc nhở đèn tí gì đó, mình hứa mình trở ra chùa đó. Nếu mà ba đi không được thì mày nhớ nha, chùa này làm này làm kia trong chùa ao quên đó à, khác rồi với bà ba bác tám bà ba làm cái gì đó má làm gì đó, mình nếu mà ba làm được thì con làm gì cho ba, dặn dò thiệt là con tỉnh táo mặt mũi vui mắt chắn lại hướng thì luôn hướng mát thì luôn có rồi có đau nó đau kinh lắm đau khít xạ trị hóa trị khi mô rồi cái đó đau lắm. Nhưng mà nó còn nó đi cái chuyện ngọt nó ngọt ghê lắm, mà trong khi đó có nhiều người đó không biết họ chết kiểu gì mà cái mặt nó bị ớn đau mắt trợn trừng, không biết họ thấy cái gì mà sợ hay là họ đau mà không biết, mà đừng để mình để ra đi trong tình trạng nhớ không, mà cái đó đâu nó ra một là nhờ sự can thiệp của trọng nghiệp, còn nếu mà không có sự can thiệp của trọng nghiệp thì là thường nghiệp, mà nó nói thương nghiệp thường cái thường mê tiền mà thường nghiệp. Rồi cái nghiệp thứ ba là khinh hiểu nghiệp. Khinh hiểu nghiệp có nghĩa là cái nghiệp mà lâu lâu là không thật, hiểu không? Có nghĩa là ví dụ như mình không có tin Phật pháp gì hết, nhưng mà hồi năm 18 tuổi có hoàn đó mình giúp cho bà hàng xóm cái càng cái ớt, năm mình 32 tuổi mình cũng
nhớ mình có dắt cái bà mà nó đi qua đường. Năm 48 tuổi mình nhớ mình đi ngang chùa mình tính gạt mình nên không có gạt nữa. Ví dụ vậy. Thì cái đó được gọi là kinh hiểu nghiệp. Có câu chuyện tôi thích là kể hoài. Thì có một bé vô trong lớp, có cái cô giáo cũng đang cắt bà cụ qua đường. Thì cô giáo nó hay quá, cô giáo bắt cả lớp lỗ tai. Lỗ tai thì khích lệ chuyện cho biết tôi đang cắt bà cụ qua đường. Mà bữa sau thì cả lớp đứng lên nói với cô, xin cô cho tụi em một tràng bó tai. Vì bữa nay tụi em cắt bà cụ qua đường. Thì cô giáo hỏi, một bà cụ mà sao mà ta bắt, ta tốn cả lớp thì thầy ta không muốn qua. Thì mày không muốn đi, thì cái đèn nó ra khi nó khổ à. Thì cái là kinh thiểu nghiệp. Thì cái kiểu nó đáng gì hết. Nó làm lại mà làm kiểu là làm ghét vậy đó. Thì cái nghiệp đó gọi là kinh thiểu. Nhưng mà nhớ đừng coi thường nó. Là vì sao? Là vì sao? Cứ hỏi cái gì có thì gặp, có thì lắc. Có thể suối tôi với người Việt Nam chiếc khác nhớ uống nước bọt cái gì đừng uống nước người ta cho là thuốc xin khác không biết uống được cái này rồi xin hiểu thì tôi hỏi cái việc con này cái việc tự đó là có những cái chuyện nó rất là nhỏ nhưng mà tự nhiên có một ngày đột nhiên mình nhớ ra không ví dụ tự nhiên có cửa đó mình gặp cái chỗ mình quét nó trong cái buồng ngủ tự nhiên cái mình nhìn mình thấy có một bước bắt đầu cửa sổ chết nhớ gì chỉ cách đây trong mấy năm gì đó có thì gặp đó là tự nhiên cái giờ cái gì đang già không nhớ rồi cái gì với cái có cặp vợ chồng son mới cưới nhau hạnh phúc lắm thì bữa đó bà nói với chồng đó, mình sắp có tin vui, mình sắp có con, cái hai chồng có con đầu lòng mừng đó, cho nên dắt nhau đi mua tả, mua bình mít, mua nồi, mua áo, mua nón, mua bắt cho con, vui lắm, mua chuẩn bị đứa con đầu lòng, thì mừng lắm, đi mua chồng là con nó vô cái ra, còn đâu có nằm trong cái ngày tối hai chồng nằm ngủ khuya cậu chạy đi toilet, chắc cũng chồng đi toilet. Thì tôi lấy cái dọc ra về cái chỗ cái phòng kế bên đứng nhìn cái thôi nhìn nhìn cười vui lắm cái bà vợ bà cũng trên mình thấy không bà quên không thấy không bà đi ra thấy chồng mình đứng kế bên cái thôi cười cười cái bà lại bà ủy mình á thì anh thương con lắm hả cả mỗi lần hỏi kỳ đó thì anh không muốn ngủ mà ra đây anh nhìn cái thôi anh cười nó không anh cười là thấy cái thôi thì bà bán bị rẻ thì có nghĩa là cái chuyện mình thấy nó ghê gớm như vậy nhưng mà ở đâu cái nhận thức của con người nó cảm tưởng nó động lên cầu nó là một cái nhỏ rất là mắc cười bây giờ lại cái tìm hiểu kiện là sao là có những cái kiện mình thấy nó có đáng gì nhưng mà nó động lên cầu mà nó ác ôn nhất là mình trong cái một cảm tưởng nó bèn chỉ bèn cái chuyện nó quan trọng phải nhớ như vậy chỉ bèn luôn sau khi đánh trong giặc ăn ông bèn cởi cửa về trời là ông bèn đâu có tá dốc ông là bèn chỉ bèn quan trọng bèn nó bèn rồi chứ cái bèn nhớ cho nên cái đó là quan trọng chứ mà mình cứ nghĩ là chuyện bình thường mà tôi nhắc là bà con phải luôn bà con đi ở bờ biển bà con thấy cái bờ cát nó thẳng liền đúng không nhưng mà sợ lâu lâu có cái lộn trộn thì sóng nó đánh lên á thường thì sóng nó đánh lên thì nó rút xuống sông nhưng mà lâu lâu nó đánh lên nó động lại đâu nó động lại đâu nó động cái đầu đúng không cái đầu đúng thì trong cái tiềm thức của chúng ta nó cũng có cái trùng tức là có những cái chuyện mà nó được nó xuất hiện vào đúng cái thời điểm đó nó sẽ nghi dấu rất là lâu hiểu không cái chuyện này nó rất là dài nó dài lắm tại sao nó động thì nói là tới 8 tháng thì nó ví dụ tại sao cái chuyện nó động là thứ nhất cái chuyện đó nó có ảnh hưởng đến nó có liên quan đến cái khuynh hướng tâm lý của mình thấy chưa thứ hai tình trạng sức khỏe của mình cái tình trạng
sinh lý của mình ngay lúc đó mà gặp cái chuyện đó nó sẽ nhớ lâu hơn để hiểu. Cái đó có, mình không thể phủ nhận cái vấn đề mà gì mà sinh học được có cái tình trạng sức khỏe, tình trạng tâm lý, rồi khí hậu thời tiết, bla 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 bla, tất cả nó cộng lại nó làm cho cái chuyện đó nó yếu hèn cái đầu quá trọng. Cho nên chọn không có đáng gì, nhưng mà nhớ, cứ nhớ hoài cái câu này, không có nghiệp nào là nhỏ, không có nghiệp nào là nhỏ. Có thể trước mắt mình á, ngay trước mắt mình nó suy nghĩ mình nó là nhỏ, nhưng mà chỉ cần mai này mà nó trả lại trong một cái tình huống đặc biệt đó thì nó lớn chuyện lắm, có hiểu không? Có bị hấp tinh, ví dụ cho nghe. Ví dụ lấy có một cặp vợ chồng lấy nhau rất là hạnh phúc đến mức mà cả hai họ đều lấy cặp vợ chồng này làm gương mẫu. Tức là ai mà ngay đây là cái điều kia 13 đại con vợ chồng bắt tán hạnh phúc cả làng xã hai họ, làng trên sông dưới, thôn đông thôn tòa đều lấy hình ảnh của họ để có hôn nhân của họ làm bạn về và gọi họ là con nhà người ta về ấy. Vậy là một ngày nàng đòi cái gì, đòi cái gì thì cả hai họ rần kẹo cho ra còn. Mình hỏi tại sao mà hai người hạnh phúc chừng đó mà bây giờ đòi cái gì, thì bà bị nước mắt giọt ngắn giọt dài mà nói cái này 20 năm qua tôi bị lừa dối, thì hai họ càng mỗi phần nhanh đi, mỗi lừa dối chuyện gì cũng động cũng nhanh đi, anh lừa dối em chuyện gì, lừa dối cái gì. Bà nói 20 năm trước lúc mới cưới nhau được 6 tháng trong một lần gây ngộ, anh mắng em cái mặt như con hà mã mà không mấy chục năm đó em đâu có đi sửa thú biết cái mặt nó ra sao, mới có chú nhật tình rồi đi sửa thú tôi biết cái má con hà mã nó xấu cỡ nào. Thì ra 20 năm qua là tôi đã sống với một con người mà nó coi cái mặt của tôi như là cái mặt con hà mã thì cũng xịn rồi, nhưng mà bây giờ tôi nhớ lại. Cách đây không có lâu, cách đây không có lâu tôi lục lại ở trong cái kệ sách của tôi, trong cuốn sách, trong kệ sách có một cuốn sách, trong đó có một tờ giấy rất là nhỏ, trong cái kệ sách nhỏ có một cuốn sách nhỏ và cuốn sách nhỏ có một tờ giấy nhỏ, một hàng chữ nhỏ và có một nội dung cũng rất là nhỏ nhưng mà hậu quả cực lớn, đó là xin nhớ uống thuốc sớm rồi đi ngủ nghe thương nhiều. Xin nhớ uống thuốc rồi đi ngủ sớm nghe thương nhiều. Tôi nhớ là ai biết đó cũng chết liền. Là có lần nào đó somewhere, somehow, somebody, or something, một lần nào đó ở nơi nào đó, một người nào đó họ tới họ thăm tôi ha, để tôi tới chỗ của họ rồi tôi bị cảm hay là bị tiêu chảy gì đó, rồi họ mua thuốc cho tôi, rồi họ đi viết tờ giấy đó, một kệ sách nhỏ, một cuốn sách nhỏ, một tờ giấy nhỏ, mấy hàng viết chữ rất nhỏ, tổng ý rất là nhỏ. Vậy mà tôi băng qua với ai bắt đầu tốt đấy, nét chữ này là phải con gái phải là phụ nữ mà già thì không bao giờ mà xài chữ nha, nha là phải đụng điện, mà cái người mà có giọng đụng điện thì dứt khoát là họ phải bỏ đường nó mắt cho nó dám đụng điện. Rồi cái người này là trẻ này, mà nét chữ này là cứng nè, chân em học cũng hơi nhiều nè, như là trẻ nè, nhẹ nè, có học thức nè, mà biết đi mua thuốc là tên này có tiền, mà biết nhận dò là tên này có tình, có tiền, có tình, có học thức, có tuổi trẻ, có nhan sắc, thương quá. Mà cái gì thì có một tờ giấy thôi, mà nó dằn dặt con cá buổi chiều, người ấy là tôi nhớ để như chưa từng cuộc chia đi, mà chỉ vì tờ giấy nhỏ thôi, nó gọi là kinh tiểu kiện, kinh tiểu kiện. Nghĩa là có một lúc nào đó trên giường bệnh, trong lúc tận tỉnh,
chỉ cần mình nhớ ra được cái chuyện gì đó kè phải kè từ kè trong cái đó mà đi kè trong cái đó. Cho nên cái nghiệp thứ nhất đó là trọng nghiệp, cái nghiệp thứ hai là thường nghiệp, cái nghiệp thứ ba là những cái lon con lắc nhắc hạn hợp đôi khi tình cờ đâu đó khi nào ấy rời rạc lẻ tẻ trong đời gọi là cái tiểu nghiệp. Và cái nghiệp cuối cùng là trọng tử nghiệp, tức là những cái gì mình nói làm suy nghĩ trong cái giây phút gọi là tiền thắc hối tiền mệt chung đó là trọng tử, nó rất là quan trọng. Cho nên nó mới có cái khái niệm hộ niệm và trợ niệm cho các người cận tử, nhưng mà vấn đề rất là quan trọng. Theo cái tinh thần Phật pháp, hộ niệm hay là trợ niệm cho cái người cận tử ấy tuyệt đối phải hội đủ các cái điều kiện sau đây. Bắt lỗ tai ra mà nghe. Một, mình phải xác định coi cái người đó còn có khả năng nghe hay không. Thứ hai, mình phải xác định nếu người đó có nghe, người đó có thoải mái không. Nghe chưa? Một là người đó có còn nghe được hay không. Thứ hai, giả định mình còn nghi ngờ biết đâu thế cái mặt tiên thiết thì biết đâu thì mình lại tiếp tục mình tự hỏi mình không nghe. Cái người này bình thường có cảm tình với Phật pháp không, chứ nói đạo chúa mà là đè mắt nó nghe đạo Phật là nó còn nhịp nhận chùa dữ dội nữa. Chứ tôi thì mà bắt tôi nghe cái này có cái thằng chú ở cùng cha chú ở cùng sư rồi amen mà nhớ cho nên là mình cái câu cái tên nó nghe không. Thứ ba, nội dung mà mình muốn cho nó nghe là nội dung gì. Chứ còn mà đọc ba cái mà chính thằng đọc nó không hiểu thì cái đứa ngáp ngáp làm sao nó hiểu. Mà có trường hợp ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu là cái đứa đang làm thì phải xét lại. Cho nên nhất, người đó có còn có khả năng nghe hay không. Hai, có muốn nghe hay không. Ba, cái nội dung mà mình muốn họ nghe là nội dung gì. Thứ tư, cách thức và âm lượng. Có hiểu hai điểm này không? Có hiểu không? Cách thức là sao? Là kéo nguyên một lượt người tới đó là nguyên cả nguyên nguyên tới đó là cách một. Cách hai là mình chỉ lựa một hai người mà có cảm tình, có cái giao tình tốt với cái đương sự. Cách ba, nói nhỏ, nói chậm từng câu. Ví dụ, má à, do duyên má có mặt ở đây, duyên hết má đi, không có gì má phải tiếc nuối. Kiếp này con là con của má, má đi rồi má sẽ có 1 tỷ đứa con đã chờ má. Giống như trước đây má đã bỏ 1 tỷ đứa con để mà má chọn con, thì bây giờ má đi rồi má sẽ có 1 tỷ đứa đã chờ má trước. Không có bắt gì phải nhớ đứa này ha. Má nhẹ nhàng má đi. Một, thứ hai, cái gì má có không có đáng để tiếc, vì cái mà má đã bỏ trong vô số kiếp nó còn nhiều hơn cái kiếp này. Và cái mà má sẽ được nó cũng nhiều hơn là cái mà má đang bỏ. Hiểu không? Hiểu không? Mình phải nói nhẹ, nói chậm. Cái nói nhanh như là nói cắt lưỡi cái lẽ. Mình phải nhắc. Phải nhắc nhẹ nhẹ. Mà nhắc cái nào mà mình thấy mình lựa cái nội dung nào mà cho nó ok. Mình nói được cái rong riêng. Má ơi, chiều hôm nay mưa nhiều rất nắng, mưa em trở về bốn bữa đầy lại. Chẳng là nắng áo đàng vàng, và em bị vô có cả ngày nó mới lá ra trường mà cứ lê thế kiểu đó là mất thời gian lúc đó ít mình nhất là lại đặc biệt dân Việt Nam nó có cái này mà mày cái luôn chị đâm cứ chưa chết hát 6 câu cứ như thế chị đâm hai con bạn đó không rồi ai giết ba ai giết ba chị nói còn lo hát kể tùng lum nó cuối cùng cái là thành rồi cái thằng nào thì cái điều quan trọng nhất ở đây đó là có ba ba cái cách là ra là tâm lý truyền
cũng đó rồi chứ mà cũng phải khác được như vậy. Cho nên cái cảnh tử thiện nó rất là quan trọng. Nhớ nha, cái nhiên cũng là nếu mà đương sự họ mình trước đây khi họ một tỉnh mình phải nói họ trước: ba ơi, má ơi, em ơi, anh ơi, nếu có lời gì muốn nghe trên hay không, phải hỏi người đó trước muốn không, mà muốn kiểu nào, muốn nguyên một cái đám quân nguyên hay là một nhóm nhỏ hay là từng em luyện ngọc nữ ngọc danh là mặt nó nặng lên, chỉ cứ cô đâu như dù quá với nhau kiểu nào nói. Chứ còn đàn này mình không có trao đổi trước, lúc đó mình kéo nguyên một dạng quân nguyên tới tụng, mà cái tên đó là lúc đó có nhiều tên họ không biết hồn, nó sợ hồn chứ lắm. Nó đang nước mà cái đám mặt nó dành oxy, nó thở với cái người đang nước còn để cái phòng dễ xíu không đủ hơi, mà cái đá mà mỗi câu là nó lôi nó nhạt cái lên mà sắp đi rồi làm cho mình chịu nổi tức. Cho nên có một lần ở bệnh viện đi đó phòng 26 và 13, đúng 11, đúng 12 giờ là có người chết, nó ngạc nhiên dữ lắm. Thì cuối cùng cảnh sát vào cuộc coi tại sao cái phòng 26 và 13 đúng 12 giờ là có người chết. Thì có một số bên viết âm mưu họ đưa ra là quỹ của số 13 là một chỗ lại FBI nó có tin, nó mới theo dõi thì ra đúng 12 giờ lại bảo nó không có vô, nó mới chụp cái dây thở lúc cái dây nhanh mắt bộ vô thì cho nên là cứ đúng 12 giờ là khác, đúng 12 giờ là khác, mà đúng cái phòng có thể cái trách nhiệm của bà là phải lo cái chữ phòng đó. Cho nên nhiều khi mình không có quan sát người ta mà mình cứ hành động lý mình là chết quẹt, chả đâu mắt nó mở nó nằm. Cho nên chiều nay tôi giả lập thì lại cũng sĩ đó là chữ nghiệp, thì bà con nhớ nó cái nghiệp mình phải hiểu đây là gì, tiền nghiệp bỏ qua, nhưng mà cái nghiệp hiện tại nó còn có bốn. Và tới chết vẫn phải nhớ cái lời khuyên này: những gì tôi nhận được, được nhận hay là tiện nhận từ cuộc đời đó chỉ là quả xưa, nhưng mà cái vấn đề cái thái độ khi mà nhận quả đó chính là nhân. Hiểu hai này không? Cái chuyện mà tôi tiện hay là tôi được cái gì đó nó mới là quả nè, nhưng mà cái thái độ tâm lý, cái phản ứng của tôi khi mà tôi nhận nó lúc đó là luôn là cái nhân. Thì mình tôi vừa tôi nghe cái chỗ đó, tôi cái chỗ mà khi mà mình được sướng thì bị khổ, cái phản ứng tâm lý của mình lúc đó nó ra sao, tôi mà tu chỗ đó cũng chỉ mình nó sướng. Còn ví dụ như bây giờ nắng nóng thấy phụ nội thế này, có người mà vẫn ngồi nghe pháp mình vẫn ngồi cái bàn cái ngồi vuốt như là vuốt cái đôi đồng hồ của người nào ra vậy nó nói xong thì như vậy là cái phản ứng khác nhau. Mà có nghe này cũng không nghe này, không nghe này, không nghe này chậm rồi. Mấy đại sư người tu nghe pháp mà pháp này đến cái nó là cái sợ sinh tử. Cho nên là nhớ bốn lời nghiệp này: thường nghiệp, trọng nghiệp, thường tự hỏi lòng mình, ta đã có trọng nghiệp bất thiện trong đời này chưa, ta đã có trọng nghiệp thiện trong đời này chưa, tự hỏi lòng mình. Nếu chưa có thì ta nên làm một hai cái. Mà tôi nói là nó rất ví dụ, kỳ rồi tôi làm một lớp học ba tuần tại Calama, và tôi đã làm một chuyện tôi rất thích được là Calama tạo điều kiện cho bà con bỏ hết gia đình, không bỏ được con nó đâu có quay đầu nữa đâu, xa quá, qua mà có rồi phải ca cắm đầu bài vở gặp mặt, cái này nó quan trọng. Tôi đã tổ chức cho bà con hai lần làm đại lễ đài, hai lần là sao cúng dường mấy ngàn tăng, mấy ngàn tăng, tức là mà cúng dường sướng lắm, cứ mỗi một em vậy có đồng rưỡi à, thì mình cứ nhân lên nhân cúng 3.000 thì mình lấy những đồng rưỡi mình nhân 3.000 thì ra bao nhiêu thì mình đưa cho cái bà cái nhóm thiện nguyện này. Thì bà đi chợ rồi bà 50 mét bà là thủ lập mẹ nấu rồi chiên xào rồi vô thùng vô thao cho tôi, hẹn mà đến cái chỗ cái khu phức hợp giúp khu dân động nè. Thì xe trong Calama mình đi ra mình cứ ngủ như heo, đúng 4:30 là xịn xe nó vô nó rước mình, nó hấu hát nguyên cái đám này ra đó là đúng. Mình vừa tức chạy cái khu đó nó tối mui không thấy tăng đâu hết, nó ghê thì ghê chỗ đó, thì mới thấy đèn sáng mình chạy tiếp ở đó thì mình đoàn mình xuống là mình mới thấy mình nhìn kỹ lại là chỉ ra mấy ngàn vị trí trong trên đang chờ, mấy ngàn vị trong trên đang chờ, chứ nặng không có tiếng ho
không một tiếng hò mà trời đã quy cách thì bắt đầu là chúng ta thấy rồi, đó là chúng ta từ Phúc Tre đi ra và đi địa hình rất là đẹp, từ điểm A tới điểm nhận quay trở về điểm A lên xe đem theo cái đạo hình tròn đạo hình của hình paragon rất là đẹp mà tôi gọi là đạo kia một phần ngàn có đồng rưỡi mà cũng chưa có mấy ngàn mà nhìn hình là có những người không tử mù trên nền cỏ và ẩm hơi xương sống ổ quỳ sông thấy là cũng quá dễ sợ, mấy ngàn con người không nó không dép lặng lẽ ở mặt Việt Nam chỉ có một Minh Tuệ là nó đã đi rồi mà bên đó là bao nhiêu là Minh Tuệ có được đất không tàn rồi thì ở đâu vậy mới chuẩn bị một cái giá còn hơn kia thì coi như là cái áo mà này mà cũng đỡ này thì mấy ngày ông ta cái hiểu là tôi muốn bà con hay gì làm cái gì thì biết tôi muốn bà con trong đời là một vài lần như vậy mà đơn giản lắm, cứ giao tiền cho cái nhóm đó mà họ cái chuyện họ đi hình mình chỉ nói con số bây giờ tôi nghèo tôi có 1.500, 4.500 thì mình sẽ kiếm nhà liên lạc 1.500 cho mình. Còn mình nói bây giờ tôi muốn mấy ngàn như vậy rồi một cái đàn kéo dài 3 hôm do mấy sư huynh trong nhà của tôi thì các ngày về làm có hai việc, ngày nhắc nhở đi ngày bên Mỹ về làm. Mình nói mình muốn làm 10.000 tỷ mà đó không đủ thì họ mới đề nghị 10.000 thôi, giờ thay vì làm một lần 10.000 mình làm nhiều lần thì cũng được 10.000 đúng không? Thì cứ là 3.500 là cho đủ 10.000 cho mình đó. Rất là quá tiền mà cũng chỉ có một bữa thôi mà làm trọng nghiệp vì cái gì trong đó là mình nhìn cái như đang là từ bữa tôi nhìn mà tôi qua Mỹ là thấy mà tôi nhìn không thấy nhân chân tôi thấy là độc giác hoàn giả xả lệ phật một kiền liên tương lai ai rồi mình nghĩ đó mình rung mình kiếp mình nhìn kỹ cái điện phật tương lai đang tuyên học mình nghe là chỉ gì trong đó có đẹp ra ra hơi nhiều đây thì trọng nghiệp trên thứ nhất là xét cái trọng nghiệp, thứ hai là xét cái thường nghiệp, coi cái chuyện gì mình thường làm mỗi ngày là việc gì, những gì mình thường nói thường làm, ba ví dụ mà kho tài liệu kẹp một là thường nghiệp, ví dụ mà xuống tay mà em chụp hình là đưa lên tay thường nghiệp, thứ hai nói qua cái đó là một cái tôn giáo mới. Vô quán cà phê cái kiểu cái chụp hình mà đưa lên chiều nay uống cà phê dư quá chết chết đó là thường nghiệp rồi đó là tám đu dưa lê bà có biết gì chưa bà biết gì gì chưa tôi nói cho bà đừng nói với ai ai mà không biết đâu hết nhiều việc đó là thường nghiệp một cái thứ ba là khinh hiểu nghiệp và cái nghiệp lông con đừng che nó nhỏ góp gió thành bão rồi thứ tư là phản tử nghiệp tức là cái nghiệp mà lúc mình phát sinh thì tổng cộng bốn cái này và tôi mong rằng bà con trong bài giảng nhắn chiều nay và cài bỏ túi đi về và đặc biệt nhớ rằng cái pháp môn nguyện rất là quan trọng bởi vì đó chính là một cách để mà tu cái thường thường nghiệp trọng nghiệp thì về trọng nghiệp bất thiện thì cũng không bà con cũng có nhưng mà trọng nghiệp thiện thì nhiều khi muộn không được thôi thì mình lấy cái gốc gió thành bão gốc gió thành bão coi như là mình lấy cái thường nghiệp mỗi ngày để mình gom lên thành một cái trọng nghiệp được thì chúng ta có một ngày vui về nhớ nguyện nguyện chấp con lòng là chết cổ con lòng có duyên gặp nhau được gặp bà con cũng thấy cũng lớn rồi. Thế thì giúp bà hữu tất cả chúng sinh, tất cả chư thiên hộ pháp, tất cả chúng sanh vô lượng vũ trụ, tất cả chư thiên hộ pháp, đặc biệt trong chùa này, tất cả những người dân có mặt, đặc biệt là tất cả những ai bà con bạn bè hay không phải bà con bạn bè của chúng ta, mà họ là một cái chúng sanh nào đó mà hướng về pháp hội này để mà cầu xin công đức, thì xin cho họ hãy được tòa em nghĩ những điều mà mong và cũng chúc từng nửa em có một ngày an lành đi về cả thành.